hướng dẫn chuẩn hóa không gian giao dịch BIDV. Chi nhánh bạn đang có kế hoạch xây mới hoặc cải tạo không gian giao dịch. Bạn băn khoăn phải làm thế nào mới đúng chuẩn nhận diện thương hiệu của BIDV? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách để ứng dụng chuẩn thương hiệu BIDV nhé! Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị các tư liệu sau đây. Cẩm nang nhận diện thương hiệu. Bên cạnh bộ nhận diện hiện hành, chúng ta còn có bộ hình ảnh quảng cáo theo từng năm. Đối với không gian bên ngoài, chúng ta có các nội dung sau. Khoảng cách từ biển chỉ dẫn đến điểm giao dịch tối thiểu là 50m. Với hai phương án biển chỉ dẫn ngoài trời, một trụ đỡ và hai trụ đỡ. Ứng dụng biển đá thương hiệu trước tòa nhà, nếu có thể. Biển báo bãi để xe đặt ở lối vào có dấu hiệu mũi tên chỉ về hướng bãi xe. Phương án ATM bên ngoài. Tùy vào tình hình thực tế, chúng ta có các phương án lắp 1 máy, 2 máy, 3 máy hoặc 4 máy như phải quy định. Sử dụng màu sơn tường là màu trắng. Những điểm giao dịch có mặt tiền hẹp, ứng dụng mẫu biển thương hiệu tỷ lệ 1/3 hoặc 1/4. Mẫu sai tỷ lệ, mẫu có nền xanh, mẫu không có địa chỉ đều không đặt yêu cầu. Những điểm giao dịch có mặt tiền cong, ứng dụng mẫu biển thương hiệu cong. Tùy theo chiều rộng của mặt tiền để bố trí số lượng ATM gắn sảnh phù hợp. Những điểm giao dịch có mặt tiền rộng, ứng dụng mẫu biển thương hiệu có khung thép hai bên. Biển thương hiệu lắp đặt trung tâm mặt tiền. Ở tầm thấp, mỗi điểm giao dịch có một biển thương hiệu hoặc hơn một biển thương hiệu tương ứng với số mặt tiền của điểm giao dịch. Đối với những tòa nhà cao từ 3 tầng trở lên, tầm nhìn xa tối thiểu 500m, thực hiện lắp đặt logo nóc tòa nhà để tăng khả năng nhận biết điểm giao dịch từ xa. Mỗi công ty con, công ty liên doanh của BIDV được đặt tối đa một biển báo thương hiệu. Hình thức biển báo bố trí tập trung tại một khu vực có diện tích bằng nhau và tối đa bằng 10% diện tích biển thương hiệu phù hợp với mặt tiền không gian giao dịch. Mỗi điểm giao dịch có một biển tên. Kích thước băng rôn phù hợp với tỷ lệ mặt tiền và diện tích biển thương hiệu. Có khung, bảng để cố định 4 đầu băng rôn, không dán trực tiếp lên tường nhà, cửa kính, tường rào hay các khu vực khác trong khuôn viên điểm giao dịch. Mặt tiền nhỏ hơn 5m, tối đa 1 băng rôn ngang. Mặt tiền từ 5 đến 15m, tối đa 2 băng rôn có kích thước quy cách tương tự nhau. Mặt tiền lớn hơn 15m, tối đa 3 băng rôn có kích thước quy cách tương tự nhau. Ứng dụng đường viền cửa kính gắn LED và ốp alu màu trắng tại mặt tiền. Decal logo dán kính có thể ứng dụng decal màu hoặc decal mờ. Kèm thông tin về giờ giao dịch. Tận dụng các vị trí quảng cáo mặt tiền trong khuôn viên điểm giao dịch mà không phát sinh chi phí thuê địa điểm quảng cáo để lắp đặt biển, bảng, màn hình quảng cáo. Tầm nhìn xa của hạng mục quảng cáo tối thiểu từ 50m trở lên. Vị trí lắp đặt có lưu lượng người qua lại đông. Hình thức thực hiện phù hợp với thực tế điểm giao dịch. Màn hình LED, biển hộp đèn, biển in bạt, biển lật 2-3 mặt. Cần liên tục cập nhật và thay thế những biển bảng quảng cáo cũ, lỗi thời, bạc màu. Đối với không gian bên trong, chúng ta thực hiện tuần tự các công việc sau đây. Máy lấy số tự động được đặt gần khu vực cửa ra vào, tại vị trí dễ quan sát để thuận tiện cho khách hàng trong quá trình giao dịch. Backdrop được đặt tại trung tâm và hoặc đối diện bàn quầy bên trong không gian giao dịch. Mỗi điểm giao dịch lắp đặt tối thiểu một backdrop. Ứng dụng mẫu bàn quầy hiện hành. Tùy thực tế không gian điểm giao dịch để lựa chọn mẫu kệ tờ rơi đặt trong không gian nhỏ hay mẫu kệ tờ rơi đặt trong không gian lớn và số lượng kệ tờ rơi tại mỗi điểm giao dịch. Tờ rơi cần được sắp xếp và phân loại theo quy định, tránh tình trạng xếp lộn xộn, nhào nát. Đặt tờ rơi từ trên xuống dưới theo thứ tự ưu tiên, lần lượt cho các sản phẩm ngân hàng bán lẻ, sản phẩm thẻ,
sản phẩm khách hàng doanh nghiệp, rồi đến tờ rơi của các đơn vị khác. Căn cứ thực tế không gian điểm giao dịch để lựa chọn loại khung 2 hoặc 3 poster và bố trí số lượng khung poster treo tường phù hợp. Lưu ý, poster cần có khung, không gắn trực tiếp poster lên tường. Có thể kết hợp nhiều loại ghế chờ hoặc chỉ sử dụng một loại ghế cho khách chờ tùy theo thực tế không gian điểm giao dịch. Quá trình triển khai các hạng mục ứng dụng chuẩn hóa nhận diện không gian giao dịch, chúng ta cần lưu ý một số nguyên tắc sau đây. Đối với logo, không tự vẽ, dựng lại logo BIDV. Ứng dụng đúng và đầy đủ các hạng mục nhận diện thương hiệu bắt buộc, gồm biển thương hiệu theo phương ngang, biển tên chi nhánh, phòng giao dịch, backdrop, hệ thống bàn quầy, kệ tờ rơi, giá poster, ghế ngồi cho khách hàng. Tờ rơi, poster quảng cáo được đặt tại giá để tờ rơi, không treo poster, không dán trực tiếp lên tường, cửa kính hoặc các khu vực khác bên trong, bên ngoài điểm giao dịch. Ứng dụng hình ảnh quảng cáo thông qua hệ thống biển, bảng, màn hình quảng cáo, poster, tờ rơi đúng hướng dẫn theo từng thời kỳ.